Sáng nay, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2020. Đợt này có 2 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 17 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 51 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 23 đảng viên nhận danh hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Quận ủy Cẩm Lệ gửi lời thăm hỏi sức khỏe và mong các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần truyền thống cách mạng, nêu cao gương sáng, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền tại nơi cư trú, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và phong trào thi đua ở địa phương.